xin chào tất cả mọi người nha. Thì mình cũng làm cái đoạn video ngắn chia sẻ khoảng 8 ngày nay mình không có đăng clip trên kênh. Thì mình có một cái sự cố hơi buồn. Thì nói chung là cái sự cố này ngoài ý muốn. Thì cái kênh mình tạm thời đã bị tắt kiếm tiền. Thì mình tắt ngày 4 Tây, bữa nay tính luôn ngày nay là hình như là 5-6 ngày rồi. Thì mình cũng chưa biết nữa, cái tắt hồi lúc 2 giờ 4 Tây, nhưng mà chiều mình vô mình đăng clip lên đó, thì mình vô cái phần mình đặt quảng cáo thì mình không có thấy cái chỗ mình đặt. Thì mình mới vô kênh thì xem những cái chữ S màu xanh kiếm tiền của mình đã bị tắt hết. Thì mình mới kêu thang viên, tại thang viên có cái mật khẩu của kênh mình, kêu thang viên vô xem thử thì đã bị tắt kiếm tiền hết. Nói chung là tắt hết kênh luôn á. Thì ở Gmail từ ở về thì thang viên nói là ở đó ta yêu cầu mình xác minh lại, chứ không có để mình vi phạm hay là gì hết. Tôi yêu cầu mình xác minh lại, việc người ta sẽ bật lại. Thì trong vòng khoảng 10 ngày thì mình có nhờ thang viên xác minh giùm mình lại thêm một lần nữa. Thì xác minh nó giống như ban đầu vậy đó, cũng gửi giấy chứng minh mặt trước mặt sau, địa chỉ số nhà này nọ. Thì giống như khi mình nhận được bản pin hoặc là mình bật kiếm tiền vậy đó. Thì trong đó nói chung là bên đó ta gửi bằng tiếng Anh không à. Thì thang viên thì dành gì tiếng Anh, với lại dành gì công nghệ, mình mới nhờ thang viên làm giùm. Nói chung hồi mà mình làm tới bây giờ mình bật kiếm tiền, mình cũng nhờ thang viên bật giùm và nhận mã pin. Và tới bây giờ bị sự cố nè, nói chung là thang viên là người đứng sau lưng mình để hỗ trợ những cái khi mà cái kênh mình bị trục trặc á. Còn nói chung là cái phần ngoài quay này nọ thì mình biết rành, còn cái phần trong nó rất, nói chung là mình phải am hiểu, chứ còn nếu mà mình không biết, mình không biết làm đâu. Đó, thang viên trời dành mà người em rất là thân của mình. Thì thang viên đã gửi bên đó rồi, thì người ta báo là trong vòng khoảng 10 ngày người ta sẽ xác minh, người ta sẽ bật lại. Thì trong khi chờ đợi này thì mình có một cái kênh phụ Hiếu Lãng Tử TV, thì nó chỉ khác cái TV với vlog thôi. Thì cái kênh là Hiếu Lãng Tử TV này mình tạo nay cũng khoảng là một năm mấy rồi. Thì mình cũng up lên hai mấy clip, thì lâu lâu mình up lên clip rồi. Nay khoảng 7-8 tháng mình không up clip. Thì trong khi chờ đợi cái kênh chánh này bật trở lại thì mình sẽ up qua cái kênh phụ, mọi người qua kênh phụ Hiếu Lãng Tử TV ủng hộ mình nha. Thì cái kênh Hiếu Lãng Tử TV này thì mình đã đủ lượt đăng ký dư rồi, 1.800 mấy rồi, còn cái lượt giờ thì chưa đủ, chưa có kiếm tiền được. Thì mình mới up lên clip mới khoảng này 2 ngày, thì chiều nay mình sẽ up tiếp tục. Trong khi chờ đợi mình sẽ up qua kênh phụ này, mọi người qua kênh phụ xem nha. Thì mình sẽ để cái đường link của kênh phụ ở dưới phần bình luận, thì mọi người có thể bấm đường link vào qua kênh phụ. Thì nói chung là cái trục trặc bị tắt kiếm tiền hoặc này này kia mình cũng đã lường trước rồi. Thì hồi Tết giờ rất là nhiều anh em, hầu như là anh em mình quen biết đều bị tắt kiếm tiền một tháng có nè, bị gậy cộng đồng có nè, nhiều khi bị tắt 5-10 ngày cũng có. Nói chung mình làm trên cái chủ đề săn bắt này rất là nguy hiểm, nói chung là ai cũng bị hết, như là hầu như là 100 kênh là bị hết 80 kênh rồi. Thì mình cũng đã lường trước, thì sớm muộn tới mình thôi. Thì hôm nay là tới mình. Thì nói chung là trên đó người ta không có báo mình bị vi phạm cộng đồng hoặc là cái gì hết, người ta chỉ yêu cầu mình xác minh lại thôi là người ta sẽ bật lại. Thì từ 5 tới 10 ngày thì bữa nay là ngày thứ 5 rồi, thì hy vọng vài ngày nữa người ta sẽ bật lại, mình sẽ đăng lại ở bên kênh chánh. Thì nếu mà có clip á thì mình sẽ đăng qua hai kênh luôn, kênh phụ và kênh chánh. Bây giờ thì mình vẫn đăng bên kênh chánh được, nhưng mà nó không nhảy quảng cáo, tại vì anh em YouTube á thường là kiếm tiền từ quảng cáo thôi, còn cái lượt xem thì không bao nhiêu tiền hết. Lượt xem thì 1.000 lượt xem của Việt Nam mình nó chỉ có được 20.000, thì visa chia ra thì mỗi một lượt xem nó chỉ có 20 đồng, 20 đồng chứ không phải là 200 đồng, 20 đồng thôi. Còn nước ngoài người ta xem có view lúc nào thì nó sẽ cao hơn, quảng cáo sẽ cao hơn. Còn nói chung là Việt Nam đấy nó ấy lắm, ít lắm, ít tiền lắm, tại vì Việt Nam đa số là thứ nhất là người ta xem người ta sẽ thu quảng cáo, người ta xong không cho quảng cáo, như cái mọi người xem video mà không cho quảng cáo tức giờ video đó không có tiền. Cho nên như anh em có thương anh em YouTube mà cực khổ này nọ, rồi cũng như là nó trong đó nó có 5 quảng cáo, anh em cho quảng cáo 1-2 cái gì đó, cái nào ngắn ngắn anh em để lại cho quảng cáo thì anh em YouTube mới có tiền. Chứ còn như anh em mà xem hết video bấm bỏ hết thì nhà quảng cáo người ta đâu có trả tiền cho mình đó. Nhưng mỗi quảng cáo nó chỉ được 100-200 đồng thôi, chứ không được nhiều đâu. Thì hiện tại thì mình chỉ đăng cái đoạn video ngắn để thông báo cho anh em biết thôi. Thì chiều nay mình sẽ up qua kênh phụ, thì mọi người qua Hiếu Lãng Tử TV ủng hộ mình nha. Rồi thì trước tiên thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, anh chị em, ông bà, cô bác đã luôn luôn đồng hành ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua khoảng 2 năm mấy đó. Cảm ơn rất nhiều. Rồi hẹn mọi người những video tiếp theo, nếu mình bật kiếm tiền được mình sẽ đăng liền cho mọi người xem bên kênh chánh này. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.